Ryan Giggs, mực thước trên sân, loạn luân trên giường. Nếu bóng đá Anh là một cánh rừng, thì Ryan Giggs là cây cổ thụ. Bobby Charlton cũng không gắn bó với Manchester United lâu như ông, còn Cristiano Ronaldo thì không ghi được nhiều bàn thắng cho Quỷ Đỏ như ông. Nhưng cuộc sống không chỉ có bóng đá, vạn người mê Giggs rồi bỗng chốc lại có vạn kẻ khinh thường. Lỗi không phải tại định mệnh mà do chính chủ bản thân cầu thủ chạy cánh Sewell này. Một sự nghiệp tưởng chừng như trong veo không tì vết lại bị vấy bẩn bởi một điều mạt hạng. Dù vậy, Giggs vẫn chiếm một vị trí trang trọng trong lịch sử hào hùng của Quỷ Đỏ, thậm chí là một trong những vị trí trang trọng nhất. Thế nên, chuyên mục huyền thoại Quỷ Đỏ hôm nay sẽ giới thiệu về chân dung tiền vệ cánh trái xuất chúng này. Nếu bạn cảm thấy nội dung video này thú vị, đừng quên like video, subscribe kênh Vũ trụ Man United và bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi nha. Nếu chỉ nhìn vào sự nghiệp chơi bóng, Giggs là một tài năng mực thước, rất ít kẻ thu ghét và rất nhiều người tôn trọng. Từ cổ động viên, đồng đội, đối thủ, huấn luyện viên cho đến các nhà quản lý, ông là gương mặt tiêu biểu của thời đại Sir Alex Ferguson. Giai đoạn 20 năm liền, Manchester United luôn thi đấu với đẳng cấp cao nhất và thống trị hoàn toàn bóng đá xứ sở sương mù. Nhiều đội bóng khác đã nổi lên để chinh phục và bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng không đội bóng nào giành được danh hiệu một cách liên tục và bền bỉ như Manchester United. Giggs hiện diện trong đoàn quân của Quỷ Đỏ suốt 22 mùa giải, từ 1991 đến 2014. Ghi bàn ở 21 mùa liên tiếp và giành tổng cộng 13 danh hiệu Premier League, những kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giải đấu này. Tính trên mọi đấu trường, Giggs còn giành thêm 2 chức vô địch Champions League, 4 FA Cup, 4 League Cup và hàng hà sa số các danh hiệu khác. Tổng cộng là 34 danh hiệu, kỷ lục của bóng đá Anh. Ngoài ra, huyền thoại xứ Wales là người khoác áo MU nhiều nhất, với tổng cộng 963 lần ra sân, đặc biệt chưa một lần nào bị lĩnh thẻ đỏ chốt quyền thi đấu. Và điều phi thường cuối cùng, anh giải nghệ ở tuổi 41, khi các đồng đội cùng thời đã hưu trí hoặc chuyển sang công tác huấn luyện được vài năm. Nói về Giggs, huấn luyện viên Sir Alex Ferguson xác nhận anh là tài năng xuất sắc nhất ông từng làm việc cùng. Gần như đồng quan điểm, nhà hiền triết, huyền thoại Johan Cruyff từng nói: Eric Cantona là một cầu thủ vĩ đại, nhưng anh ta không giỏi bằng Giggs. Alessandro Del Piero, chân sút vĩ đại của Juventus và bóng đá Italia thổ lộ: chỉ có hai người khiến tôi bật khóc khi chứng kiến họ chơi bóng. Người thứ nhất là Diego Maradona, người thứ hai là Ryan Giggs. Tài năng, những danh hiệu, sự bền bỉ và sự thừa nhận từ các huyền thoại khác chính là những yếu tố xác tín cầu thủ chạy cánh người xứ Wales là cầu thủ quan trọng nhất trong lịch sử MU. Ngược dòng thời gian một chút, Giggs vốn không sinh ra để khoác áo MU. Chính Sir Alex đã đưa anh đến MU. Sinh ngày 29 tháng 11 năm 1973 tại Kenton gần Cardiff và sống ở đó cho đến khi gia đình chuyển đến Sanford, khu đô thị thuộc đại đô thị Greater Manchester vào năm Giggs 6 tuổi. Thuở nhỏ, Giggs thi vào học viện của Manchester City và mỗi cuối tuần lại thi đấu cho đội bóng của khu phố Sanford City Boys. Đội bóng thường chọn màu áo Manchester United để thi đấu. Một lần, Sir Alex đã vô tình bắt gặp Giggs đang thi đấu. Ông hoàn toàn bị thuyết phục bởi tài năng của cậu bé và được một nhân viên bán báo là Harold Good giới thiệu về Giggs vì đã rất nhiều lần xem cậu ấy chơi bóng. Ngày bước sang tuổi 14, sự nghiệp bóng đá của Giggs rẽ sang một trang mới. Sir Alex Ferguson đến tận nhà Giggs để thuyết phục gia đình cho cậu ấy gia nhập đội trẻ MU và như đã biết, phần còn lại là lịch sử. Về mặt lối chơi, những năm tháng đỉnh cao của Giggs gắn liền với vị trí tiền vệ cánh trái trong sơ đồ 4-4-2 răng ngang chữ danh của Manchester United dưới thời Sir Alex Ferguson. Tuy không phải là người Mohican cuối cùng, nhưng Giggs có lẽ là ngôi sao cuối cùng của thế kỷ này chơi ở vị trí tiền vệ cánh truyền thống, hay còn gọi là Old Dogs Winger. Mẫu cầu thủ chạy cánh chủ yếu bám biên, thay vì các cầu thủ chạy cánh thường xuyên bó vào trung lộ và được gọi là Inverted Winger, đang ngày càng phổ biến trong thời đại ngày nay. Điểm nổi bật của Giggs là cái chân trái khéo léo, khả năng dê dắt và tốc độ, rất nhiều tốc độ. Giai đoạn đỉnh cao, một đối một với Giggs là ác mộng thực sự đối với mọi hậu vệ biên. Ông thường xuyên có những pha dốc bóng xuống đáy biên rồi thực hiện đường căng ngang hoặc cả tạt chính xác vào bên trong. Nhờ vậy, Giggs là vua kiến tạo của Premier League với 162 đường truyền cho đồng đội ghi bàn. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh người xứ Wales không chỉ biết chạy và tạt. Khi không tìm thấy đối tác trong vòng cấm để thực hiện đường truyền, Giggs có thể đột phá, sộc thẳng vào vòng cấm và ghi bàn. Một lần như thế, ông đã xé toang hàng phòng ngự Arsenal để ghi bàn thắng đẹp nhất lịch sử của UEFA. Nói chung,
Giggs là mẫu cầu thủ tấn công biến hóa và toàn diện. Bởi ngoài những pha kiến tạo, suốt sự nghiệp ông đã ghi 168 bàn thắng cho MU, bao gồm 114 bàn tại Premier League. Không chỉ là một cầu thủ chạy cánh xuất chúng trong lịch sử bóng đá Anh nói riêng và thế giới nói chung, tài năng và sự toàn diện của Giggs còn thể hiện rõ ràng trong những năm cuối sự nghiệp, khi tuổi tác bắt đầu ảnh hưởng đến tốc độ và sự dẻo dai. Ông thay đổi phong cách từ một cầu thủ chạy cánh lắt léo, trở thành ông chủ trung tuyến với cái chân trái mà thuật. Những đường truyền điệu nghệ của Giggs có thể mở khóa mọi hàng phòng ngự, tạo điều kiện cho các chân sút ghi bàn. Một trong những người được hưởng lợi nhiều nhất từ khả năng truyền bóng của Giggs chính là Robin Van Persie. Ngày Giggs giải nghệ, Old Trafford buồn mênh mang vì mất đi một tài năng, một biểu tượng, một tấm gương sáng. Tất nhiên, chỉ là tấm gương trên sân, còn trong cuộc sống đời tư, Giggs là vết xe đổ phải tránh. Ông có mối quan hệ loạn luân với em dâu, ngoại tình, bạo hành phụ nữ và khiến cha xấu hổ không dám nhắc tên. Cuộc đời đôi khi là vậy, đôi khi thịnh vượng quá lại hóa suy đồi. Những thứ quá tròn trịa lại che đậy cho điều gì đó gồ ghề, nham nhở. Nhưng dù sao đi nữa, lịch sử MU vẫn phải đặt tên Giggs là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất, tổng hòa trên các yếu tố tài năng, danh hiệu và thời gian cống hiến.